sản phẩm chiếc máy thái băm đa năng Takeo 11. Máy được thiết kế hình hộp đơn giản gọn nhẹ, rất là tiện di chuyển cho các bạn. Được trang bị một cửa nạp nguyên liệu, một cửa sàn đứng và khoang làm việc. Bên trong khoang làm việc của máy được trang bị một dao hai lưỡi làm từ thép tôi luyện có độ bền cao, chống mài mòn. Chiếc máy có motor 1.1 kW 100% dây đồng. Tốc độ vòng tua là 2900 vòng trên phút. Năng suất của máy từ 100 đến 150 gram trên 1 giờ. Máy có thể băm được rất là nhiều loại rau củ quả. Ngoài ra còn có thể băm được các loại cây như ngô, khoai, sắn, cây chuối, cỏ voi, rau bèo. Và bây giờ tôi sẽ mở chiếc nắp này ra để test trực tiếp cho các bạn xem chiếc cái lưỡi cắt của nó như thế nào nha. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Băm chuối, băm dọc mùng, băm bèo, băm cỏ. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm Takeo 11 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video. Hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.